Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại tỉnh Đắk Nông với hơn 100 ổ dịch, gần 2.000 ca mắc bệnh và đã có một trường hợp tử vong. Chính quyền ngành chức năng đang căng sức phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Thành phố Gia Nghĩa đang là tâm điểm sốt xuất huyết tại tỉnh Đắk Nông với 67 ổ dịch, hơn 1.100 ca mắc bệnh. Ngành y tế đang tổ chức phun hóa chất diện rộng, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch. Nhân viên y tế đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường. Bà Đinh Thị Quyên, trạm trưởng trạm y tế phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, nơi có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, cho biết. Trạm y tế cũng tổ chức đội xung kích ở tổ dân phố đi diệt lăng quăng, bọ gậy, các đơn hàng đồng thời đưa vào cuộc. Và hiện tại thì cái số ca mắc cũng vẫn đang rất là cao. Hy vọng là bà con nhân dân nâng cao ý thức cùng với lại ngành y, cùng với chính quyền địa phương tự diệt lăng quăng, bọ gậy tại cái nơi ở và cái nơi mình làm việc để cho ngăn chặn được cái dịch bệnh sốt xuất huyết. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận gần 2.000 người mắc sốt xuất huyết, hơn 100 ổ dịch, vượt xa cả năm 2023. Đáng chú ý, cuối tháng 6 đã có một trường hợp bệnh nhân 42 tuổi tại xã Kiến Thành, huyện Đắk Rờ Lấp tử vong sau 8 ngày mắc sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục bùng phát mạnh khi đang trong cao điểm mùa mưa, ngành y tế tỉnh Đắk Nông phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương tập trung các giải pháp phòng chống bệnh. Bác sĩ Eban Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân không chủ quan vì mắc sốt xuất huyết có thể dẫn đến tử vong. Nếu mà chỉ có xuất huyết đơn giản dưới da, xuất huyết chân răng thì nó còn nhẹ, xuất huyết nội tạng hầu như là không cứu được. Người dân không nên lơ là chủ quan trong thời điểm này. Hiện nay là đang trong mùa dịch, có dấu hiệu sốt xuất huyết thì nên đến cơ sở y tế để được cơ sở y tế nhà nước để được kiểm tra giám sát và đưa vào cái hệ thống, để lúc đó là cơ sở y tế sẽ biết được là địa phương nào có dịch, địa phương nào có ca bệnh để có những biện pháp triển khai sâu sát hơn. Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vụ 5 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai và các đơn vị cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39. Xuất bản đã nỗ lực chọn mặt gửi vàng, nâng cao công tác kiểm soát sau biên tập. Áo đến 13 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc. Ghi nhận giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục to lớn. TripAdvisor đã... Chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số sản phẩm âm nhạc ra mắt trong thời gian gần đây. Quốc quay hàng ngày đồng nhau cô thục thức khắp Chào Jesus. Ký trong danh sách ghi nhận những giá trị độc 112 đến 118 độ cấp độ do thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, vùng biển đã được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng tác giả trẻ ở hạng văn học dịch. Cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc và đã giành quyền vào bán kết. Tiếp nối mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chuyển góc nhìn sang khu vực quốc lộ 1.
trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với đường số 14. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Tuy nhiên thì chúng ta... Zivaka RC440 model RC440. Mình báo thóc cho một người thượng đế là 120.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Tình trạng hoạt động là câm điếc. Người anh em bảo anh ấy là quan trọng là bên trong nó phải đủ đồ. Thế mà muốn biết được bên trong nó đủ đồ thì chỉ còn có mỗi một cách là tháo rè. Nha, chỉ còn mỗi một cách là tháo rè, chứ còn mình mua ở trên Sài Gòn thì mình cũng mua câm điếc thì cũng gọi là năm ăn năm thua. May ra thì được. Còn nếu không may thì phải chịu. Rồi anh em bảo coi như là quan trọng là phải đủ đồ thì sẽ mua 120.000 đồng. Để tháo nó ra để xem ở bên trong nó có đủ đồ không. Bên trong cũng đủ đồ, chả thiếu gì cả. Đây, loa. Chả thiếu gì cả. Thế nhưng mà đây bộ cơ này. Đây. Bộ cơ này. Đấy, chỉ có điều là cái motor này lai rồi này. Motor này lai. Đấy, có thế thôi. Đầu từ này. Bây giờ thì radio nó nói rồi thì không còn cái mức thấp 120.000 nữa rồi nha. Mua là gì? Được 50 bạc. Mua cầm điếc ở trên Sài Gòn bán 120.000 đồng. Bán 120.000 đồng thì mất được khoảng tầm 40.000 tiền thùng xốp. Thì còn có 80.000 nha. 80.000 được có 30 bạc mua cái đài 50.000 ở trên Sài Gòn. Thế nên mà người anh em không dám mạo hiểm. Thế nên là mình tháo ra thì bây giờ radio nó nói rồi. Radio nó nói rồi thì bây giờ không còn cái mức thóc 120.000 nữa. Bây giờ 250.000 nha. Radio đấy trong veo. Mua 50 bán 120 nha. 50 30.000 tiền thùng xốp. Tại vì mình không như những thằng cu con là đóng thùng xốp cũ, cứ thùng xốp mới vào chơi. 50 cộng 30 tiền thùng xốp là 80. Thế mà mua 120 thì có phải là lãi được 30 40. Thế là mua 50 là không có dây nguồn. Đây mà người anh em coi như thế là gọi là chắc mà cẩn tắc thì vội ấy nấy nhỉ, cứ chắc chắn như vậy là tốt. Chứ còn mạo hiểm như mình cứ mua gọi là may ra thì được, mà may ra thì không may thì ở bên trong nó thiếu đồ thì có rất nhiều trường hợp, có rất nhiều lần mua cũng vậy, ở bên trong thiếu đồ là chuyện bình thường đấy, nhưng mà mua thì phải chấp nhận thôi. Này có cái nọ cái kia, nhưng mà cái này thì nó lại còn đủ đồ. Thế mà tháo ra thì lại chỉ có vài phát thôi là radio nó nói ngay. Thì bây giờ radio nó nói thì 250.000 đồng, chứ 120.000 đồng thì bây giờ lại không bán. Bán 120.000 đồng ở cái thể cầm điếc, cứ thế gửi đi thôi. Bây giờ đã phải mất công tháo ra để cho radio nó rên rỉ lên thì lại phải 250.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.